Trước đó, ngày 26 tháng 10, trên mạng thôn hội phát tán một clip ghi cảnh học sinh mặc áo trắng bị một gamer thủ nữ mặc áo đen dùng mũ bảo hiểm tấn công vào đầu. Sau đó, gamer thủ nữ mặc áo đen này còn túm cổ áo của học sinh mặc áo trắng kéo đứng dậy, rồi dùng tay tát vào mặt, thậm chí còn cởi dép đập vào đầu. Địa điểm xảy ra vụ việc được thể hiện ở một khu đất trồng, phía sau dãy nhà cao tầng như kiểu một dãy phòng học. Sau khi đoạn clip phát tán trên mạng thôn hội Facebook đã thu hút nhiều người xem và bình luận theo chiều hướng cực kỳ phẫn nộ. Nhiều người còn đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra để xử lý gamer thủ nữ mặc áo đen có hành vi bạo lực. Cũng theo thông tin trên mạng thôn hội, địa điểm xảy ra vụ di là một trường học ở huyện Nga Sơn, Thanh Hóa. Ảnh chụp từ clip. Chiều 27 tháng 10, ông Phạm Đức Anh, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Nga Sơn cho biết, theo thông tin ban đầu, sự việc trên xảy ra vào trưa ngày 26 tháng 10 giữa hai học sinh trên địa bàn huyện. Ngay sau khi hình thành clip nêu trên, công an huyện Nga Sơn đã vào cuộc điều tra, làm rõ rệt danh tính các học sinh và nguyên nhân phát sinh sự việc.